Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô là đầu tiên xin gửi tới tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Khả Năng Ô Tô chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Địa chỉ An Lão, Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Rất nhiều những mẫu xe đang chờ mọi người đến xem và mua và lấy về làm xe gia đình nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Đây này, bán tải rất là nhiều. Hôm qua em về 7 chiếc bán tải để xe đây. Bà con nhìn thấy không ạ? Đó, rất là nhiều luôn để bà con lựa chọn. Quý cô bác, bà con anh chị nào mà muốn mua xe hãy liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay em Khả Năng lên sóng một báo giá cho bà con một mẫu xe Toyota Vios thần thánh đời 2010 phiên bản số sàn động cơ 1.5 màu đỏ rất là đẹp. Đấy. Màu đỏ biển 99 ở biển ở đâu nhỉ? Bắc Linh đúng không ạ? Bắc Linh. Các bác người các tỉnh muốn đến xem xe ở Hải Phòng, anh em có thể đến những cái điểm giao cắt giữa các thành phố với nhau đấy, gọi là điểm chốt dịch đấy, anh em có thể đánh xe cho các bác xem thoải mái. Hoặc là anh em xin giấy ở xã, bây giờ phải xin giấy ở xã rồi. Là anh em vào Hải Phòng có tí việc đấy thì bên em sẽ tiếp đón mọi người bình thường, vì Hải Phòng không là nơi không có dịch. Nhưng các bác từ vùng khác đến, các bác phải có dấu ở xã, các bác đi đâu xin giấy người ta thì người ta cho đi đấy. Thì anh em cứ trực tiếp làm việc với Khả Năng Ô Tô, em sẽ hướng dẫn mọi người. Thì hôm nay là mẫu xe Volvo Vios này là Vios số sàn động cơ 1.5 biển Bắc Linh, tên tư nhân, và bên em đang chào bán ở mức giá là 201, đời 2010, bản Nimo lân kịch. Đấy, giá trên thì mùa dịch, mùa Tết rồi thì bên em cũng có giảm cho bà con một chút khi bà con liên hệ với Khả Năng Ô Tô kịch sàn, kịch cái giá sàn mà anh em có thể thu về được. Thì hãy liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe này. Đấy, sơn xi rất là căng bóng sạch sẽ, các bác nhìn thấy không? Ở bên ngoài thì chắc không phải làm gì thêm rồi, có la răng đúc, gương kính điện cục xòe, tay nắm cửa chrome. Đăng kiểm thì tới tháng 9 hay tháng mấy kia, tháng 3 năm 2021 nhá. Đèn đóm thì hai bên đèn còn nguyên zin theo xe, rất là đẹp. Biển 99A Bắc Linh 11100046. Lốp tương đối đẹp nhá, 4 quả là gần như là mới luôn ấy. Giá tiền lại hợp lý nữa, vừa tầm tiền để cho bà con tiện đi lại mua bán. Thì Khả Năng Ô Tô họ có rất nhiều mẫu xe giá tầm khuôn 200. Ngoài chiếc này ra thì bên em có hai chiếc màu đời 2009 này, hay là anh em có thể lựa chọn lấy Daewoo Gentra đời 2010 phiên bản nhập khẩu cũng tầm tiền này, bà con ạ. Đó, khá là nhiều những cái chiếc xe nhiều ưu điểm để bà con lựa chọn làm xe gia đình. Đó, thì bên ngoài thì tổng quan nó rất là đẹp và mượt mà rồi, thì chúng ta có kiểm tra cái phần nội thất bên trong xem tình hình như thế nào. Hoặc là màu đỏ thì bên em còn chiếc Kia Cup này, hai cửa, dòng xe thể thao hai cửa nhé, cửa số lốc đầy đủ. Bên em đang chào bán đấy, mức giá là 325 triệu sao đấy, không biết giá chính xác. Xe thể thao này nó vô giá, anh em mua về đi Tết mà. Đó, đây keo chỉ thì cánh cửa bên lái là nguyên zin này, keo chỉ zin luôn. Đó, bản Nimo thì nó không có túi khí và ABS đâu ạ, nếu bản đủ thì mới có túi khí và ABS. Nimo thì là phiên bản thiếu, đã có gương kính điện chỉnh cục xòe xi nhan gương tích hợp rồi. Vô lăng thì rất là mượt mà, củ số cũng đẹp. Đó, trần thì trần da 3D, ghế bọc da sạch sẽ, sạch đẹp. Quan trọng là cái máy gầm con này đi rất là chắc nhé, đi cực kỳ chắc luôn. Em nghe đây, nội thất rất là đẹp, các bác nhìn sạch sẽ. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Đấy, tiền ít thì chúng ta lựa chọn chiếc xe tiền ít, tiền nhiều chúng ta mua những chiếc nhiều. Còn anh em nào mà không thích xe cũ thì anh em có thể mua xe mới. Đấy là cái tư tưởng của anh em. Nhiều bác sẽ vào chê theo kiểu là cũng rất điều kiện luôn. Mua mấy cái dòng xe cũ ăn về sửa. Ừ thì sửa là đúng đấy, còn gì, nó xe cũ mà. Thỉnh thoảng lại phải sửa chữa cho nó tốt đấy. Còn xe mà muốn đẹp, muốn mới thì xe mới về có khi đi vài hôm nó đã chảy dầu nó loại kia đấy. Thay cả hộp số ấy. Nhiều con xe mới nhà máy ra còn nỗi như là xe cũ đúng không đấy. Nên là chẳng có gì mà bền vĩnh cửu được. Nhưng mà cái dòng Vios này nó tư vấn cho các bác là nó đi nó bền hơn so với dòng khác một chút. Đồ đạc phụ tùng thì nó dễ thay thế sửa chữa hơn, nên là giá cả bao giờ nó cũng giữ giá hơn so với dòng khác. Đây là form mới rồi, 2008 trở lên nó là form mới như này. Còn nếu mà form cũ thì nó rẻ thôi. Phong cũ thì cũng nhiều chiếc xe đời thấp nhưng mà xe nó chất đẹp thì cũng chẳng có cứ anh em ạ, không có cứ nhé, cứ chất là chơi thôi. Đấy, vậy keo chỉ là zin gần như toàn bộ đấy nhé, không đâm va gì.
Sơn xi thì sạch sẽ, đỏ tươi, đỏ cờ, đỏ máu. Tổng quan thì chiếc xe này nó cũng khá là cứng cáp và đẹp. Với tầm tiền là hơn 200 triệu đồng thì bà con sẽ sở hữu mẫu xe này. Đó, để cho bà con 200 thôi, Tết rồi. Tiền nào của đấy đây. Hãy đến xem xe liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đây, giờ chúng ta cùng để lổ máy chiếc xe này lên xem tình trạng xe cổ nó hoạt động làm sao nào. Đồng hồ thì chỉ 15 vạn, không biết có đúng không. Đó, dòng Vios này thì máy nó êm lắm. Mà vừa em chạy đoạn này gầm rất là chắc nhé. Gầm cực kỳ chắc chắn luôn. Mà máy nó cực kỳ chất. Tiếng máy nó chắc lịch. Đấy. Nó lên rất là nhanh này. Kim côn với kim ga nó đều nhau. Chứng tỏ máy rất là chất. Nào thẳng nó nào ra biển luôn. Đã có ai chưa có bằng lái xe chưa ạ? Rất nhiều người anh em là chưa có bằng lái xe đã mua xe bên em rồi đấy. Thì đam mê mà. Đam mê thì sở thích thì đam mê thì nó vô vàn lắm. Anh em cứ mua đi. Cứ làm một tập lái cũng được. À đâu tôi đứng dậy ở đó. Mình cứ tập cho cứng cáp đi, đến lúc mình có tiền mình mua xe thì người ta đã đi chán xe rồi. Gì mình không mua, mình tập lái xe đi. Giờ 4.0 không mua nó phí lắm. Biết lái xe nó cũng rất là lợi thế. Đi đâu làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Sau này xe nó rẻ dần nhé. Đấy. Việt Nam mình thì khó có xe rẻ đấy, nhưng mà nó cũng là tình trạng chung thôi. Nhiều ông cứ so bên Mỹ, bên Mông xe này thì vứt đi thế nọ kia. Ừ thì đúng rồi, Hàn Quốc cũng dập, Lào, Campuchia, nó cũng Thái Lan cũng vứt xe đi lâu rồi. Nhưng Việt Nam mình thì rất là khó. Nên là các bác muốn có xe đi thì cố gắng phải mua xe cũ mà đi trước đi. Đây. Máy nổ rất là êm. Mình cứ thực tế anh em ạ, phải thực tế nhá. Em rất là thực tế thôi. Có gì nói đấy, khẳng định với các bác này. Để mà rẻ được như nào mà Thái Lan của lâu. Nào Thái Lan nó có đi xe này đâu, nó đi Camry mới lại đi Audi mới lại đi mấy con Range Rover ấy, đúng không? Giá rẻ bét nhè 600 triệu bạc Range Rover. Camry có 300-400. Thế bằng 200 triệu thì mua được cả Camry đời thấp. Nó rẻ không mà, nhưng mà Việt Nam mình còn lâu. Nên là bà con phải chấp nhận cái chuyện mà giá xe mình bên mình nó cao. Đây. Thì máy nổ rất là êm, không hề rung giật. Khoang máy sạch sẽ, bình ắc quy to. À, đầu răng sắt xi cao chỉ và cột kèo đó, lỗ kỹ thuật phần đầu cabo là còn nguyên zin hết. Không có đụng đâm đụng nặng tai nạn ngập nước nhé, cam kết cho bà con. Đấy, cứng chắc màu đỏ. Cho các bác nào yêu mạnh hỏa đây. Vậy thì bà con có bác anh chị nào mà cảm thấy chiếc Toyota Vios đời 2010 phiên bản Nimo lưng kịch này mà giá nó hợp lý tầm 200 này em bán rồi. Hãy liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe này. Xin kính chúc mọi người có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc toàn thể hội hôn trăm năm giữ mãi tình yêu ấy, bạc đầu ba chữ nghĩa phù thê. Đó, xin kính chúc mọi người luôn luôn thành công trên mọi con đường mình đã chọn. Kiếm thật nhiều tiền, Tết này không bị dịch để anh em đi lại chơi bời cho nó tung tóe. Ra riêng anh em đi chùa đi chiền cho nó vui vẻ. Chứ năm ngoái năm nay không được đi chùa đâu. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.